Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Anh em cùng trải nghiệm với một cấu hình ở Colum ngày hôm nay. Xin giới thiệu với tất cả anh em, trị giá 51 triệu anh em nhá. Với cái cấu hình Colum này thì anh em có thể chơi cho những căn phòng tầm 40 đến 50 mét vuông anh em nhá. Rất là uy lực, rất là mạnh. Một cặp Colum, một cặp súp và dàn máy. Một chút nữa em sẽ giới thiệu chi tiết dàn máy này cho anh em cùng xem nhá. Đó. Cực kỳ mạnh luôn anh em nhá. Với cấu hình này thì đây xin giới thiệu đơn giản cho anh em cùng tham khảo. Đó, sử dụng mixer nhá. Nếu mà sử dụng anh em sử dụng vang số thì nó sẽ rẻ hơn. Vì dùng mixer thì sẽ phải đi cùng với một con code server. Còn anh em sử dụng vang số thì chỉ cần vang số mix và đẩy và lọc nguồn là xong. Và loa là xong anh em nhá. Đây. Đấy, đây là Colum CX45 anh em nhá. CX45. Và súp là TVK15 anh em nhá. Súp TVK15. À, sử dụng một cặp, mỗi loại một cặp anh em nhá. Mỗi loại sử dụng một cặp anh em nhá. À, mỗi loại sử dụng một cặp. Đây, CX45. Đây, súp này, con bên này thì em có lắp bánh xe. Anh em có thể, sau anh em có thể lắp bánh xe vào anh em nhá. Con kia thì chưa có. Anh em có thể lắp bánh xe thì dễ dàng di chuyển anh em nhá. Riêng phần loa đã là 23 triệu anh em nhá. Một cặp Colum này là 10 triệu. Một cặp súp là 13 triệu. Là riêng loa đã 13 triệu rồi. À, 23 triệu rồi anh em nhá. Đấy, còn đây là dàn máy. Dàn máy thì em sử dụng con LT4000 anh em nhé. Hai cây này em đánh súp, hai cây này đánh full, đánh Colum. Đó, LT4000 với công suất 1000W một cây anh em nhé. Một con quản lý nguồn lọc nguồn P9. Một cốt số DX480 4in 8 ao. Đó, một micro cao cấp ULX8 anh em nhé. ULX8 dòng mic cao cấp hiện tại của Lới Cao Tích chuyên VIP. Và bộ mic này là sử dụng bóng đèn anh em nhé. Bóng đèn high end. Chất âm của nó rất tuyệt vời anh em nhé. À, rất tuyệt vời. Đây là một bộ mic cao cấp để chuyên những cấu hình cao cấp cho anh em. Giá rất hợp lý, chỉ 4.600.000 đồng thôi anh em nhé. Đấy, một cốt DX480 giá 6 triệu. À, lọc nguồn giá 1.700.000 và LT4000 giá là 8.700.000 anh em nhé. Đó, và một con mixer. Một con mixer đây em sử dụng con L10. Đó, L10 effect rất là hay và một chút nữa em sẽ alo thử cho anh em cùng nghe. Giá con mixer này là 7 triệu anh em nhé. Hai effect riêng biệt. Đó. Với cấu hình này thì chơi rất là tuyệt vời luôn anh em nhé. Anh em chơi không gian tầm 450 mét vuông ngon lành. Đảm bảo áp lực cho anh em. Và chất âm rất là sạch, sạch sẽ anh em nhé. Dòng Colum của Lới Cao Tích. Rất là đẹp. Kết hợp với súp 40. Rất đẹp anh em nhá. Súp anh em đi bánh xe vào anh em có thể di chuyển. Rất là đơn giản. Chất âm rất tuyệt vời. Chọn bộ này là 51 triệu anh em nhé. Như em nói rồi, anh em không muốn sử dụng mixer, không muốn sử dụng cốt thì anh em chỉ sử dụng một con vang là được em nhé. Vang thì bên em đã có rất nhiều vang, rất nhiều các dòng vang ở đây. Từ vang cơ, vang số, nhưng mà anh em sử dụng vang số đi. 1, 2, 3, 4, 5, bên em có 5 mẫu vang số anh em nhé. Anh em có thể lựa chọn. Đấy. Còn bình thường ở cấu hình này em sử dụng mixer và cốt thì là 51 triệu. Còn nếu mà không sử dụng thì nó không sử dụng cốt và mixer thì nó chỉ rơi tầm độ 40 triệu, hơn 40 triệu một chút thôi anh em nhé. Một cái giá rất là dễ tiếp cận anh em nhé. Rất là dễ tiếp cận. Đó, rất là hay. Đó. Và ok, em sẽ thử tiếng mic cho anh em. Thử tiếng mic cho anh em để anh em cùng trải nghiệm cái chất âm. Đó, tiếng mic mi của nó anh em nhé. Đó.
em thử luôn cho anh em cùng nghe nhé. Đây là chất mic của bộ cấu hình này khi chưa sử dụng effect. Đó, anh em có thể thấy tiếng rất là êm anh em nhé. Với cái column thì tất nhiên là anh em phải cho mic, tiếng mic xuống dưới sub anh em nhé. Bắt buộc phải cho vì column này cái giải tần đáp ứng của nó không được xuống những giải tần thấp. Những giải tần thấp thì nó không có được. Bắt buộc là anh em phải mượn từ sub lên anh em nhé. Nhưng mà tiếng nó rất là dày dặn, tiếng rất êm luôn anh em nhé. Nói chung là đây là một trong những cái cấu hình mà chơi thì rất là tuyệt vời anh em nhé. Thêm nữa thì bây giờ em sẽ thêm effect vào cho anh em cùng nghe. Cái bàn này là hai effect anh em nhé. Em sẽ thử trước là reverb cho anh em nghe anh em nhé. À được. E E E L A E. Đây là tiếng reverb. Tiếng reverb này khá chuyên nghiệp anh em nhé. Thì anh em phải nghe thấy cái tiếng reverb rất là sạch sẽ. Đấy, thì nó có nhiều nguyên tố để làm cho bộ cấu hình hay, từ mixer, từ loa, từ cốt, từ micro anh em nhé. Đấy, thì đây là một trong những cái bộ rất là hoàn hảo anh em nhé. Đây là tiếng reverb. Bây giờ em sẽ thêm tiếng delay để anh em nghe cái tiếng delay. Đây, tiếng delay đây. Anh em thể nghe thấy cái tiếng delay là khá là êm. 1 1 2 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9. Tiếng rất là dẻo anh em nhé. Anh em thể tham khảo. Tiếng vật đây, cho một chút vật, một chút delay đây. Sở như này thì anh em thể nghe thấy cái chất âm khá là hay. Đây là một cái bộ cấu hình mà rất là đơn giản, chỉ có một mixer, một micro, một cốt. Con cốt này rất quan trọng anh em nhé, để anh em có thể phân chia tín hiệu thế nào cho nó hay nhất, đúng không ạ? Cốt này giá tại đây là chỉ 6 triệu thôi, 4.800 anh em nhé. Và chúng ta cho ra loa, loa nào đánh trách nhiệm của nó đấy. Thì với cái cấu hình này thì anh em thể chơi cho tầm khoảng độ 100 người anh em nhé, 100 khách. Tiếng nó rất là hay, tiếng nó rất là đẹp, chơi khoảng không gian tầm 40-50 mét anh em nhé. Thì anh em thể tham khảo với cái cấu hình này, chọn bộ là 51 triệu. Và với cấu hình này là nếu mà anh em muốn rẻ hơn thì anh em thể sử dụng vang số anh em nhé. Vang số thì sẽ rẻ hơn khá là nhiều. Ok, em xin dừng cái video đây thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video anh em nhé. Chào tất cả anh em ạ.